Xin chào các em, bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con gà mái. Con gà mái. Con gà mái kêu thế nào? Có bao nhiêu con gà mái ở đây? Có 4 con. 1, 2, 3, 4. Chúng có bộ lông màu gì? Màu trắng và màu nâu. Màu trắng và màu nâu. Màu trắng. Màu trắng. Màu nâu. Màu nâu. Đây là con gì? Con gà mái. Con gà mái. Con gà mái kêu thế nào? Có bao nhiêu con gà mái ở đây? Có 4 con. 1, 2, 3, 4. Chúng có bộ lông màu gì? Màu trắng và màu nâu. Màu trắng và màu nâu. Màu trắng. Màu trắng. Màu nâu. Màu nâu. Thời lượng video đến đây là hết rồi. Xin mời các bé nhấn subscribe để đăng ký kênh và xem nhiều video hơn nhé.